6 tháng đầu năm 2024, kết quả thu hút đầu tư tại Hưng Yên có chuyển biến tích cực cả về chất lượng và số lượng dự án. Số dự án thu hút đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay và là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc. 6 tháng đầu năm 2024, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 39 dự án, trong đó có 24 dự án FDI và 15 dự án DDI với tổng vốn hơn 400 triệu đô la Mỹ và 8.000 tỷ đồng. Gấp 2 lần vốn đầu tư cùng kỳ năm 2023, trong đó có một dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và 38 dự án đầu tư thứ cấp. Một số dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghệ cao như dự án sản xuất tấm silicon wafer dùng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 30 triệu đô la Mỹ. Về hạ tầng thì chúng tôi nhận thấy là hạ tầng ở Hưng Yên được đầu tư khá là đồng bộ và bài bản với mạng lưới 17 khu công nghiệp hiện nay cùng với các hạ tầng phụ trợ đi kèm. Chúng tôi quyết định đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, đấy chính là hệ sinh thái các nhà đầu tư lớn đang đầu tư tại tỉnh nhờ có những cái ưu thế trên của tỉnh. Thì chúng tôi thấy rằng Hưng Yên đang là điểm đến của rất nhiều các nhà đầu tư lớn. Chúng tôi đầu tư dự án về tấm silicon. Chúng tôi đã khảo sát nhiều địa phương và chúng tôi nhận thấy Hưng Yên mình là địa bàn rất tốt và có đầy đủ các điều kiện hội tụ về hạ tầng giao thông, lao động, giải quyết thủ tục hành chính, cũng như việc hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, chọn Hưng Yên để đầu tư là quyết định đúng đắn. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp nhận một số dự án có quy mô vốn lớn của các tập đoàn, nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thế giới trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng tiêu chuẩn chất lượng cao như dự án của các nhà đầu tư Singapore như tập đoàn DHL, đăng ký 77 triệu đô la Mỹ, dự án của tập đoàn Shobu đăng ký 60 triệu đô la Mỹ. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho các nhà đầu tư doanh nghiệp tại khu nghiệp cũng được cải thiện mạnh mẽ. Ban quản lý khu nghiệp thì cũng đã chủ động thực hiện việc rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Ban quản lý cũng đã mạnh dạn ban hành cái quy trình giải quyết nội bộ đối với cái thủ tục cấp giấy nhà đầu tư. Trong đó thì cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính này mà theo quy định của Bộ là công bố công khai là 15 ngày xuống chỉ còn có 48 giờ. Chất lượng dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực về chất lượng dự án, hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên tổng nguồn vốn đầu tư gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Có được kết quả như 6 tháng đầu năm của năm 2024, tức là vừa tiếp nhận mới này, vừa điều chỉnh dự án này thì nó khoảng 1,5 tỷ đô. Tức là điều chỉnh tăng, người ta hiểu rằng các doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh ở tại Nghiên là đã rất phát triển rồi. Thì các doanh nghiệp mới điều chỉnh tăng vốn toàn là các khu công nghiệp thôi. Đấy thì cái điều đó là ta đang mừng vì các doanh nghiệp mà phát triển thì tỉnh phát triển thôi. Đây là một cái số liệu có nghĩa là chưa từng có, chưa bao giờ có. 6 tháng đầu năm, kể cả một năm, hàng năm cũng không có 1,5 tỷ đô. Nhưng mà 6 tháng đầu năm của năm 2024 thì ta đã được 1,5 tỷ đô. Đấy là một con số liệu rất là đáng mừng. Để thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao trong thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư hạ tầng trong công tác xúc tiến đầu tư. Chúng ta thu hút cả trong nước và nước ngoài các dự án là được là 1,45 tỷ đô la. Rất là tốt. Riêng con số này thôi thì cũng đã vượt cái số mà 1,05 tỷ của năm 2023 rồi. Đây là cái tín hiệu rất phấn khởi, sẽ tạo cái nền tảng gia tăng cái năng lực sản xuất của tỉnh nhà trong cái giai đoạn tiếp theo và tạo thêm những cái động lực mới về tăng trưởng cho những cái dự án mới được triển khai. Cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh cho đến huyện, đến xã, đến thôn trong thời gian vừa qua bắt đầu là có tác dụng và sẽ có hiệu quả trong thời gian tới đây. Tôi tin chắc là năm nay là chúng ta sẽ giải phóng mặt bằng rất tốt cho các cụm công nghiệp và người ta đã xuống tiền vào đầu tư hạ tầng thì chắc chắn là chúng ta sẽ thu hút được các dự án đầu tư mới vào các cụm công nghiệp. Và cho đến nay theo cái báo cáo thống kê sơ bộ của Sở Quy hoạch Đầu tư thì các cụm công nghiệp chúng ta đã được 10 dự án vào các cụm công nghiệp rồi. Hướng tới là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư lớn nhất cả nước, tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài.